cái cọng dây này là cái cọng dây còn nguyên nha Liên Ngô. Đó, đang sạc đàng hoàng đây, báo sạc nhanh nghe đại đình. Đúng rồi, đang vô. Nào. Thì không gà là nhiều đại đình mình nói là hỏi á là thích ơi có cái cách nào mà sửa cái cọng dây sạc được không? Với cái trường hợp á là một là bị chó cắn, còn hai là mình làm bị đứt hoặc là bị chóc vỏ, chóc dây á nó bị đứt á xài không được. Thì ngày hôm nay mình sẽ chỉ gia đình một cái cách nối rất là đơn giản thôi. Ở trong này á thì nó có nhiều bốn cọng dây. Đúng rồi, cũng nhiều cọng dây lắm nha. Nó lù xù ở trong hết trơn á, nhưng mà mình nối rất là đơn giản thôi. Trong những cái trường hợp á là mình cấp bách á thì mình có thể nối là mình xài. Thì ai mà có gần chợ á thì mình mua cái dây mới cũng được, nhưng mà mình nối là mình xài thì cũng ok. Đó, tại vì biết cách nối á thì nói xài rất là êm, nhưng mà không biết cách nối là gọi thì xài nó không được êm bằng. À. Đây thì đây là cái cọng dây sạc là còn nguyên nha, còn tem còn dễ trơn đây. Cái cọng dây là cọng dây sạc nhanh. Thường thường á là người ta nối những cái cọng dây mà sạc bình thường thôi, cọng dây giỡn thôi. Nhưng mà ngày hôm nay sẽ chỉ anh nối cái cọng dây mà nó xịn luôn. Đây, còn đang sạc bình thường đây. Đó, đang sạc thấy không? Đó, bây giờ sẽ cắt cọng dây này nói cho chồng. Hy sinh phải không? Đó, cái là mình hy sinh về nghề nghiệp luôn đấy. Đại đình nói hỏi không biết cái cách nối làm sao. Bây giờ mình sẽ cắt cái cọng dây làm hai nha. Đây cái kéo đây cắt nha, cuộn lắm á, mấy chục ngàn bạc đó trời. Đây mình sẽ cắt ra đó, thì ở trong này thì nó có sẽ bốn cọng dây đồng và một cái lớp mạ ở ngoài. Đó. Thì mình sẽ cắt qua bên đây nè, mình lấy kéo á mình xoay một vòng để cho loại mấy cọng điện trong ra. Sau khi mình nối rồi thì nó sẽ cục lại nha, chứ nó không có còn được dài như cũ nha, nó cục lại chút xíu nhưng mà xài vẫn bình thường. Đây. Đây, những cái cọng dây nè, thì cái cọng dây đã cố định và những cái cọng dây này là cọng dây chống nhiễu, thì chút xíu mình sẽ nối nó riêng. Đây, đó, bây giờ mình sẽ nó vô đây. Còn ở trong này á thì nó sẽ có bốn cái cọng dây. Đây, màu đen nè, màu đỏ nè, màu trắng, màu xanh. Ví dụ mà nếu mình xài điện thoại cù bắp á là mình chỉ cần là nối cọng dây đỏ với cọng dây đen thôi, hai cọng dây mình không cần nối. Tại vì nó hai cọng dây này là hai cọng dây kết nối cáp. Kết nối mạng á, vô điện thoại USB vô điện thoại đó. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành cắt bên đây rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành cắt bên đây. Thì mình cắt hai bên sao cho nó bằng nhau được rồi. Mình sẽ quấn một đầu chút xíu mình sẽ nối nó riêng. Chứ mình mà bỏ cọng dây này luôn á thì cái cọng dây cáp mình nó sẽ không được chắc. Và thứ hai là nó mất cái chức năng sạc nhanh. Rồi bây giờ mình sẽ cắt. Đây thì với cái cách cắt cái cọng dây nè mà muốn nối sao cho nó im á là mình phải cắt sao le. Đây mình đưa hai cái cọng dây vô nhau nè. Đó. Thí dụ á mà mình sử dụng nè cọng xanh đây, cọng xanh á thì mình cắt nè một cọng cục, cọng bên cục bên dài đó. Đây nè đưa vô nè, phải không? Đây mình cắt ở chỗ này đó. Đó sau này là mình nói là mình cắt sau này nè thì mình sẽ nối một mối ở đây, một mối ở đây, một mối ở đây, một mối ở đây. Là bốn cái mối là nó không có chơi trùng nhau được đó. Đây nè đó, cọng xanh ngay đây, phải không? Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục là tới cọng đen. Đây cọng đen nè, cọng đen bây giờ mình sẽ cắt bên đây nè, chút xíu mà nói ngay chỗ này nè, thấy không? Đó ok. Rồi bây giờ còn tới hai cọng, một cọng vàng với một cọng hồng với một cọng trắng thì mình cắt ngay giữa. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mình tước cái mấy cọng dây này ra mình nối lại thôi, thì cọng màu nào thì mình nối theo màu đó. Đây thì mình tước á, thì nhà mình á thì mình không có đồ tước á, mình có thể là tước bằng ống quẹt. Đây ống quẹt đây mình đốt ngay chỗ đầu nè, đốt lên chút xíu mình nắm mình tước ra đó, cho ra cọng hai đồng, thấy không? Đó thì mấy cọng này cũng vậy luôn đó. Đây nó mạnh quá nha, rất là mạnh luôn nha. Đây bây giờ mình sẽ tiến hành mình nói nha. Thì bây giờ nè là mình đây cọng đen nè, cọng đen thì mình sẽ nối vô cọng đen, mình chập hai cọng vô, mình sẽ xoay lại với nhau. Đây mình sẽ quấn hai cọng lại với nhau nè. Cái tay mình á là mình giữ cố định ngay cái chỗ đầu nè, còn cái đầu ngoài nè mình xoay lại với nhau cho nó dính thiệt là cứng lên. Cái này cũng đơn giản thôi. Đây rồi bây giờ cái cọng màu xanh thì mình sẽ nối vô cái cọng màu xanh, phải dặn cho nó cứng lại ha. Đúng rồi, đây mình nắm hai ngay chỗ đầu nè. Đây thấy không? Đầu vậy nè. Rất là chót luôn. Tại nó rất là nhỏ mình phải nắm ngay cái đầu chót á, mình dặn vô mới được.
đó, còn mấy cọng tiếp tục kia thì mình cũng tiếp tục nối dây vậy luôn. Đây bây giờ tới cái cọng màu xám xám nè, thì mình sẽ nối vô cái cọng màu xám xám. Rồi cái cọng hồng mình sẽ nối vô cọng hồng luôn. Nhớ xây cho nó cứng thì cứng nha. Sau khi mình nấu rồi á, đại đình thấy không? Đây một mối nè, đây một mối, đây một mối, đây một mối, là bốn mối này nó không có ngay nhau. Nó không, và thứ hai nó không dính vào nhau. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đó là mình quấn lại thôi. Thì mình nói thì mình sử dụng bọc nha. Đây mình lấy kéo mình cắt miếng bọc như nè, mình quấn lại. Chung, à, nó không có bắn nhau, đúng rồi, mình nó bị chập điện, đúng rồi đó. Tại vì mình nói so le đặng cho nó không chập điện thôi. Mình một là mình có thể là quấn bọc, còn hai là mình có thể là sử dụng băng keo cũng được. Cái bọc nó hợp với màu cái đúng rồi. Dây điện rồi, tại vì cái này màu trắng thì mình kiếm mấy cái bọc mà trong shop bán đồ quá. Màu trắng thì đẹp hơn. Đây. Còn cái cọng trên chút xíu mình nói lại luôn nha, chứ mình không có đỏ nha. Đúng rồi. Đây, mình nói. Ai biết nói đâu ạ. Giống cái gan luôn rồi nè. Đúng rồi. Đó. Wow. Đây mình cò cho nó khít lại nhau luôn. Nó bóp cho nó chặt lại. Sau khi mình nối là ở trong rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình nối cái cọng ngoài lại luôn. Đó, đây mình kêu một người nó cầm á, mình nối cọng ngoài lại luôn cho nó, là đừng có cho mà nó kéo ra mà nó bị sứt cái mối này của mình. Đây quấn cọng ngoài lại luôn. Đó. Đây rồi, rồi mình bóp vô rồi mình sẽ quấn bọc lên một quận nữa. Rồi mình siết vô luôn. Phải che cọng màu trắng đi. Ừ, đúng rồi. Tại vì á mà cái cọng này là nó đụng mấy cọng kia là nó bị mát nha. Là phải nghe mình phải quấn riêng. Quấn riêng. Bây giờ mình sẽ cắt. Chịu lại. Bây giờ mình sẽ lấy một gạch mình lại thôi thêm một quận nữa nha. Cũng giống màu ấy chứ. Rồi, ok. Bây giờ đơn giản là vậy thôi. Bây giờ mình sẽ ghim vô thử cho đại định coi coi còn sạc được không nha. Bây giờ mình sẽ ghim vô. Đây, sạc đây. Bây giờ mình ghim vô điện thoại. Rồi, ok. Còn sạc nha Nam. Đó, thấy không? Đây, để mình nhìn kỹ nha. Đây, mình sẽ tắt màn hình đây. Đó, bây giờ mình sẽ ghim vô. Mình trở về luôn. Ghim về này thử rồi, vô không? Dẫn vô, báo sạc nha Nam. Dẫn báo nha. Rồi, okay. Bây giờ mình sẽ ghim chở cái bài ra, chở bài này qua đó, về bên đây ghim vô bài. Wow, quẩn lên, quẩn lên có báo sạch nha Nam. Được đó. Rồi, vậy là được rồi, đâu có cần mua chi đâu. Đây thì bây giờ mình đã nói xong cổng dây nào, mình có thể là sử dụng cổng dây này tạm thời. Đó, mình khỏi cần mua. Trong những cái trường hợp mà cấp bách á, ví dụ mình đang xài thì nó nứt ngang cái mình không có kịp đi mua á, thì mình á thì mình khuyến cáo gia đình nên là mua cái cọng dây mới thì nó sẽ tốt hơn.